Theo báo cáo, trước ngày 19 tháng 1 năm 2021, Công ty Điện lực Nam Từ Liêm đã rà soát hành lang của toàn bộ các đường dây trung hạ thế trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, kịp thời lập biên bản vi phạm với khoảng 148 đơn vị cá nhân, nghiêm túc thực hiện công tác tuần canh hành lang lưới điện trên toàn địa bàn quận Nam Từ Liêm với tần suất kiểm tra tuần canh từ 15 đến 20 phút một lần đối với các vị trí trọng điểm và 30 đến 45 phút một lần đối với các đường dây khác. Riêng các lộ tuyến quan trọng 476E1.20 Thanh Xuân và 474E.25 Mỹ Đình cấp điện cho Trung tâm Hội nghị Quốc gia, công ty đã bố trí một cặp công nhân cắm chốt trực tại chỗ, tăng cường kiểm tra giám sát công tác tuần canh hành lang lưới điện bằng hình ảnh và các biên bản qua hệ thống mạng xã hội Viber có sự phối hợp của Phòng An ninh Kinh tế Công an Hà Nội. Trong thời gian kiểm tra tuần canh hành lang lưới điện từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 1, công ty đã kịp thời phát hiện và phối hợp với công an quận Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức lập biên bản tạm dừng thi công với một số đơn vị vi phạm, thực hiện cắt điện hạ thế đối với công ty cổ phần tu tạo và phát triển nhà Hà Nội do tự ý cấp điện ra khu vực bán hoa. Ngoài ra, công ty cũng triển khai các công tác tuyên truyền hành lang an toàn lưới điện, phòng chống cháy nổ. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đánh giá cao công tác chuẩn bị, kiểm tra việc cung cấp điện của các đơn vị. Thứ trưởng cho biết, Đại hội 13 của Đảng là sự kiện quan trọng nhất, sẽ mở ra tầm nhìn mới cho đất nước. Trong đại hội này có rất nhiều đường lối quan trọng cho sự chuyển mình của đất nước trong giai đoạn mới. Do vậy, yêu cầu toàn ngành phải cấp điện tuyệt đối an toàn trong suốt thời gian diễn ra đại hội và sau đại hội, gồm cả những sự kiện chào mừng thành công đại hội. Các đơn vị, các vị trí tuyệt đối không được chủ quan, tăng cường kiểm tra kiểm soát đến hết ngày 4 tháng 2. Nếu có sự cố xảy ra phải có phương án xử lý nhanh nhất, dù chỉ là sự cố nhỏ, không chỉ riêng Hà Nội mà trên toàn quốc. Riêng đối với Hà Nội, những vị trí quan trọng như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các điểm lưu trú của đại biểu cần tăng cường kiểm tra giám sát, thường xuyên kiểm tra các trạm dự phòng xung quanh Hà Nội. Với những sự kiện chào mừng thành công đại hội, đặc biệt là những sự kiện đông người cần có những phương án cụ thể và thật kỹ lưỡng. Về chế độ báo cáo ngày, yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm. Đối với Công ty Điện lực Nam Từ Liêm đã có đường dây trực hotline với Bộ Công Thương và Bộ cũng sẽ thường xuyên kiểm tra.